ơi. Đây những cái khe này á, nó hẹp lắm, nên là nữ là chấp nhận anh em phải dơ đồ và phải truyền đồ với nhau á thì mới có thể vô tới đây được. Buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Sáng nay thì gần 9 giờ sáng, nhưng mà trên cái đỉnh núi Cô Tô này thì đang gió rất là lớn. Và Bùi Hồ với lại anh Nguyễn Thông TV cùng đồng hành lên đây để mà quay những cái điều độc lạ cho cô bác quý anh chị xem. Thì trong đó có những cái tu sĩ ẩn tu ở trên núi này. Và Bùi Hồ muốn đem những điều đặc biệt đó đến với cô bác quý anh chị, và phải nhờ hướng dẫn của anh Nguyễn Năm, kênh YouTube là Nguyễn Năm TV. Thì mong cô bác quý anh chị đồng hành cùng Bùi Hồ. Có một điều khá là buồn khi mà sáng nay đi lên đây mất tiêu cái mic, nên là nữ gió nhiều như thế này á mà không có thể thu được cái tiếng gõ cho cô bác quý anh chị xem thì cũng buồn lắm, nhưng mà cố gắng cười anh Năm ha. Rồi, mong cô bác quý anh chị sẽ đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như cô bác quý anh chị. Đây là cái mic nè, mới nhờ anh xe ôm chạy đi xuống kiếm giùm. Và điều đặc biệt là sau khi kiếm rồi thì nó có một cái dấu vết trầy khi mà nó rơi xuống đá đó. Đó cũng là một cái điều may mắn cho Bùi Hồ á, cũng như là một cái dấu ấn khi mà lên núi Cô Tô cùng với mấy anh em. Và niềm vui đã trở lại cô bác quý anh chị. Sau này thì nói cái mic nói gõ hơn rồi. Bây giờ mình đang đi xuống đây là một cái bãi đá chuông. Một cái tảng đá chuông đằng kia. Đây là một trong những cái điều tâm linh mà Bùi Hồ đã giới thiệu cho cô bác quý anh chị ở những cái video clip trước rồi nha. Cô bác quý anh chị, Bùi Hồ đang đứng trước một cái tảng đá có khối lượng rất là lớn như thế này, và người dân ở đây người ta được gọi là tảng đá chuông. Cái điều mà phát hiện ra tảng đá chuông vì những cái người dân mà những tu sĩ á, những cư sĩ họ sống ở đây, trong cái quá trình mà vào một những cái buổi chiều á thì đi gõ thử những tảng đá thì phát hiện một cái tảng đá chuông như thế này. Thì trong video clip trước thì Bùi Hồ cũng đã có quay cho cô bác quý anh chị xem. Bùi Hồ sẽ gõ vô cho tảng đá cho cô bác quý anh chị xem nha. Đây là người ta gọi là tảng đá chuông đó. Rất là linh thiêng luôn á. Trên núi Cô Tô này cũng còn rất là khá là nhiều điều tâm linh như thế này. Đây là cuộc truy tìm của mấy anh em về một vị sư xe ôm. Cư sĩ xe ôm. Ở trên cái đỉnh núi Cô Tô, theo chia sẻ của anh Nguyễn Năm á, thì ông đi qua đó rồi ông mất luôn à, hả? Mất tích. Vị sư mất tích. Có không? Ở đó còn đường không? Có hàng đâu anh? Chui vô đây. Đó, được, xuống đường không? Phòng nói bên đó không còn đường. Có không? Dạ hả? Vậy đi qua đó hay sao? Xuống không được. Lấy đèn anh Năm. Có đèn. Tôi chưa để gì ở đây. Sao anh lấy đèn ra, có thể là ông vô đây ông ẩn tu trong này hả? Đây. Mở đèn nha. Thế được ngay. Dạ. Tôi đang tìm cái hẻm này nè. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ vô đây chứ. Ha. Cô bác quý anh chị, mấy anh em mình sẽ thực hiện một cái chuyến đi tìm vị sư
ở ẩn trong cái hang như thế này ha. Cảm giác bây giờ hồi hộp không? Hồ hởi hả? Theo chia sẻ của Phong á, thì vị sư này chở Phong đến đây, đặt chiếc xe trên đó và ông lại đi mất tích, mất tiêu luôn. Và gọi ông thì ông không trả lời. Theo chia sẻ, anh Nguyễn Năm là một người có kinh nghiệm đi núi và chuyên nghiên cứu về tâm linh ở đây, thì nói có thể là gặp một số cư sĩ lên đây vô hang và tu ở đây, tịnh ở trong đây. Phong ơi, bên đây có hang. Đèn đâu? Bây giờ mình mấy anh em mình sẽ vào đây. Vô đây nè Phong. Phong nè. À, lúc nãy thì em xin số điện thoại là ông không cho. Ông nói không có điện thoại. À. Ở trên này luôn. Cái đường bên kia có đường đi không? Không, đường cục luôn, cục vắng hang luôn. Chỉ có cái hang này là duy nhất à? Mà nãy em đang gọi nó chung thì kêu em qua đây, đi qua đây. À, kêu em đi theo hả? Đi theo. Có cảnh đẹp. Chắc có lẽ là em có duyên với ông á. Chưa lấy một cái đèn mới, không có đèn lát hả? Có cái miếng điện dưới kìa. Bên đây hả? Đâu, miếng điện. Miếng điện để tu đó hả? À, bây giờ anh đi trước đi nha. Cục đá hả? Cục đá hả? Cục đá, cục đá. Khi nãy thì đang trong quá trình mà chở mình đi lên trên đỉnh núi thì vị cư sĩ nói với mình là nhà thì ở trên này. Mình cứ nghĩ là cái nhà ở phía trước, cái nhà chạy mát á. Nhưng mà không phải, ông ở trên này ông không phải là người chạy xe ôm chuyên nghiệp mà để có tiền sinh hoạt và ông muốn giữ đất ở vùng này. Và sau đó thì mình thấy ông tự nhiên lẫn vô trong này mất tiêu luôn. À thôi bây giờ ông lẫn vô đây có mất tiêu luôn. Thôi bây giờ mấy anh em mình đi xuống dưới nè. Đi Phong. Anh Nguyễn Năm có kinh nghiệm, anh đi trước đó cho em không biết mà. Ồ, kinh nghiệm ha. Nhưng mà trên cái chuyến là chở em từ dưới núi trở lên á, thì kể về đạo pháp rất hay nha. An tường á. Nào anh gọi xuống này giùm em ơi. Thấy gì không ạ? Có một cái tảng đá. Có thể là sâu lắm, nghe là sâu dữ lắm, mà trời rất có biết luôn kìa. Đi dưới không? Xuống, bước xuống đường đó được luôn á. Đây, anh có kinh nghiệm, đi trước đi. Đi đường nào, bước sau. Qua đây hả? Ừ, hướng đường đó. Anh cầm giùm em cái này. Anh thấy một cái bể á. Ồ, cái hang này quá sâu Phong ơi. Được kia họ tỉnh lắm mấy em. Rồi đi xuống được. Không? Họ nghe được không? Không lên tiếp. Nghe được nhưng mà không lên tiếp. Giống như họ thoát tục ha. Không biết. Mình nhìn như là người tự tưởng. Đi xuống, đi xuống anh. Có gặp một vài người như vậy hả? Có. Đây là Nguyễn Năm này. Nguyễn Năm là người mà cái đạn lá này chắc lớn quá rồi. Cái hang này chắc có lẽ là cũng chưa có người vô anh Năm. Xuống được Phong, cầm cái đèn cho Phong. Đây, được không? Điều đặc điểm ở đây là, đặc biệt ở đây là các hang dù sâu cỡ nào vẫn không thiếu oxy. Mát, càng xuống nó càng mát. Có gió hả? Thế bỏ lại cái một cái máy ở đây đi. À. Ở dưới này là có gió. Nè. Nhưng mà xuống dưới đây nữa coi có cái đường đi vô. Cái hang này lần đầu anh đi luôn hả anh Năm? Ừ. Lần đầu anh đi luôn hả? Ừ. Hang này là lần đầu tiên bước chân vô. Vẫn còn đất ở đây không cậu? Hoang sơ. Đâu đi thử luôn, đi sâu dưới luôn. Cái ngách này qua bên kia được nè anh không? Không. Ừ,
Và cái này ở, ở trên này nó thông trên này phải không hả? Dạ. Ở trên đó có một cái bệ kìa. Hy vọng là anh Đâm là người mà chuyên đi đi tìm một cái linh vật linh thiêng nhất nhì ở vùng Hồng Sơn, đó là ông Hồng Anh. Đâm hầu kiểu chưa được nhìn thấy. Đang tìm. Chỉ để được gặp thôi hả? Cuộc đời anh mãn nhãn là được một lần nhìn thấy ông Hồng Anh thôi. Đúng rồi. Rất nhiều hang núi đó, anh Đâm đã chinh phục nhưng mà. Cái khe đá này hẹp quá ha. Có như họ mà vào một cái lối sẵn cho mình đi ha. Ờ. Đây là tự nhiên ha. Không có dấu vết của con người xuất vào trong. Ở đây thì chắc có lẽ là cái đoàn hành hương họ cũng chưa xuống đâu. Chưa. Ở phía sau lưng mình tối ơ mà nha. Nếu không có đen là chắc. Đâu quay lại kìa, tối dữ ha. Lớn rồi. Ồ đây, hang này sâu không hút một tay, phải chịu vô đây nè phải không? Tay em đẩy qua nha. À. Quá tuyệt đẹp luôn. Ở đây nhìn thấy trên nóc trên kia kìa. Đúng rồi. Trong của mình là một cái hốc sâu lắm, nếu mà chẳng may mình. Đây nè. Một cái là tiếng. Đúng rồi, ở đây này nó có nấc đúng không? Nó sẽ bị trơn, tay em phải đẩy lên kia. Ây da. Mà nói với mình cái điện chuông có một hang gần sông. Mà hôm nay mình đi. Còn mình nên mình tìm là ngày lần 2 mình mới chung vô được. Là ba anh em mình biết chưa biết cửa hàng chỗ nào. Ba anh em mình cũng có duyên. Đúng rồi. Phong coi cái tay gọi đèn anh nè. Không sao. Bị gì không? Nó bị bá vô cái tảng đá. Rồi bây giờ cái ngõ ngách nào mình đi ra. Bên kia. Ở những cái tảng đá đây chắc ngộ ra không? Không có dấu hiệu của con người. Hang cung hả? Con những cái hang rộng đẹp ha. Này mà thiết kế lại đường đi để là cái này phải chịu cái tay vô kia nha. Cái chỗ nào leo khó anh Nam chỉ cho tụi em leo nha. Cái hang này mới phát hiện luôn anh. Em đẩy cái tay qua. Đẩy cái tay đây, đưa đây. Đưa anh. Rồi tới chỗ được chưa? Ngồi xuống. Ngồi xuống coi chừng đó. Ngồi xuống cái bằng cái giòi xuống đạp đây rồi mình đứng diện ngủ rồi đây. Con này nó có vách nè. Cái hàng này lớn hơn cái hàng hôm qua nữa đó. Hàng này đi tối ngày gì nữa. Ơi, anh Năm quay đèn lại giùm em nhé. Qua cái đèn hết đường đi. Hết đường đi hả? Bước xuống đây còn cái hốc này. Ở đây nó có đá mi chứ không? Được không anh? Mà chưa leo. Không biết cái nóc này đi làm sao. Không biết đi được hay không. Đây có nước nè. Nước nó đi hiểm. Ờ. Được rồi. Có hai cái đường đi. Có đường hả? Có đường không? Đường đi. Mà nó hẹp nè. Không biết vô qua bên kia đi được hay không. Tôi thử đi. Anh em mình quên đi vô đây quên đem nước á. Có, tôi có chai nước. Ờ, có rồi. Đâu có biết chui ngang nè. Đâu có chuẩn bị. Ô, cái hốc này xong nè anh Năm. Đi được nè. Em thấy nó không bằng phẳng á. Phải không? Đường đi hang á, mình đi xong á, cái chỗ nào mình đi cũng được. Đến đây thì cái hốc này cũng khá là sâu.
Nhưng mà anh Năm thì đang tìm một cái hướng qua có thể qua đó được hay không? Anh Năm có kinh nghiệm đi đặc biệt là trên núi Cô Tô này anh Năm ha. Ở đây cái khe này hẹp không? Đưa ba lô cho em quăng xong quăng ba lô xuống. Đưa ba lô em cầm để nó bớt dướng díu. Rồi anh ngã cho một cái kia rồi. Rồi thảy xong rồi em thảy vào. Lấy cái tay à, lấy cái tay à. Phòng xuống đây nè. Đây, anh em bên đây. Sao anh? Hả? Cùng chưa? Cái tảng đá khe hẹp gì mà nó chui vô lọt á. Thiện chí đến đây thôi. Còn cháu cũng có đây, đưa máy đây Phong. Cái kỳ để mà viếng thăm. Mà mấy ông cũng thông cảm. Hồ đồ. Đúng rồi, không có đèn không có cái gì đâu. Coi chừng ba lô của em. Để tôi đi qua đi trước. Ở dưới đây nó còn hóc búa hơn bên kia Phong. Tôi có giới thiệu gì ở đây không? Nói không, cái này làm không nghe em. Cái bị của em, cái bị của em. Mình mẩy mình dơ nó. Để em chung xuống trước đây nha. Ok. Đi hàng phải dơ vậy. Đúng rồi. Đâu, đưa đồ đây. Đồ của anh Năm đâu? Đây nè, anh ôm luôn nè. Đứng nè, đứng cầm. Năm cầm cái máy. Để em xuống lọt nè. Cái này gì à? Giống như đi theo cái kiểu mà suối cá thần. Nè. Ở đây những cái khe này á nó hẹp lắm. Nên thành thử là chấp nhận anh em để vô rồi. Và phải truyền đồ với nhau á. Thì nó mới có thể vô tới đây được. Cũng khá là vất vả cô. Vô sâu rồi mà vẫn còn mùi. Ây da, không sao. Không sao. Anh em mình là không có dự tính mà. Thật ra cái mục đích của anh em mình tìm cái vị sư đó đang ông anh đang ẩn tu ở đâu? Dạ. Chưa. Ok em. Thấy đâu rồi? À, đi đây. Ồ, quay lại bảng đá này giống như cái nhà nào không? Ha. Ôi. Cái đường này nè, mình đi lên cao được luôn.
vất vả. Thường thì trước khi đây á, lúc còn em còn bé anh Năm, thì khi lên cái vùng Thất Sơn như thế này á, em cầm cái ba lô này giùm anh, thì có một cái đoàn người ta sẽ hướng dẫn đi rất là nhiều người. Và em cũng, đây là lần trung hang mà chỉ có ba anh em mình thôi. Nhưng mà mình có một cái điều kiện thuận lợi hơn á, là mình bây giờ có những cái đèn như thế này nè. Wow. Không, đứng đây giới thiệu không? Anh quay cho. Vách bên đây nha. Rồi ok. Rồi ok. Bây giờ anh đã tìm được hướng ra phải không? Thật ra thì mấy anh em thì chỉ nhờ anh Nguyễn Năm hướng dẫn đi nè. Tại vì anh có một cái kinh nghiệm chui hang, chung hang, và anh có thể tìm được cái hướng ra cho mấy anh em mình cho nó an toàn. Ôi, nó lớn. Ôi, cục đá này. Anh có xe mít không? Có nè, có xe mít nè. Nó bị chồng chền. Ở bên đây chung được không? Anh Hâm, cầm cái bẫy giùm em. Ây da. Ờ, dưới này qua đây cũng được mà. Khỏe hơn. Khỏe, qua đây khỏe. Thì nó cái hang đó mình đi thì có chỗ hẹp chỗ rộng vậy đó. Ừ. Cho nên mình đi mà mình mang đồ nhiều quá nó hơi mà di chuyển hơi khó một chút. Đúng rồi. Ở trên đây kia mình thấy được cái ánh sáng à. Ôi, kỳ bí vậy ta. Càng sâu là càng rộng nha. Mày không nhớ chỗ này không? Chỗ nào anh? Chỗ cũ mình đây. Ủa? Ờ. Lên nữa hả? Nè nè, qua đây nè. Cái chỗ này đường này hồi nãy đi không chèo xuống cái đi xuống hang đó mình nãy từ chung xuống hang đầu tiên đó. Vậy là cái ba lô em mở đâu đây này. Cái ba lô để đâu? Ở trên đỉnh cái trên kia. Trên cao kia. À, lúc nãy mình để trên đó không sao? Không sao sao đâu. Qua đây. Ủa còn một hang nữa đó. Đây, bây giờ mình qua bên đây nha. Ừ. Ok anh. Ồ, có cái một cái đường đi đây nè. Bạn đang có tặng đá. Ồ. Ê, cái này giống như một cái cửa của một cái nhà. Đúng rồi, kìa, có cái máy trên đó không? Ha, đi ngang cửa nhà ha. Đưa vô cái màn hình điện thoại đẹp ghê luôn. Ở chung qua cửa nhà nha. Đây. Đây là cửa nhà. Ừ. Mình mới bước vào cửa nhà thôi nha, nãy giờ mình đi ngoài cổng nha. Tôi xin chủ nhà cho tụi mình vào tham quan. Ờ. Này cho xin. Ô đẹp ghê á. Chị dẫn mình ông bạn của con ba anh em con đến tham quan. Cái hang này mình con cũng không biết gọi là hang gì. Ờ cái thẳng đá nhìn cái cửa đá được không? Cái nước không? Nước đây nè. Chưa. Qua đây nhận nước. Không ơi. Chắc chắn khác nhau. Được không em? Hai ngày đầu tiên anh Nguyễn Nam anh chui rất là nhiều hang. Ồ, ở đây giống như một cái máy lạnh ở dưới này ta. Ôi. Lạnh nổi dưới ghe luôn á. Ờ. Sướng hơn máy lạnh. Này ở đây không ai xuống được. Không được xuống. Đâu cũng được đó. Có cái thang xuống. Bên kia đi được không? Bên kia á. Cái hướng bên kia. Cái đó là ga luôn. Ga ngoài lên luôn hả? Bên đây nữa nào phải không? Đúng rồi. Ồ đây có cái khe sâu ghê á. Hiện nay thì ba anh em mình đang có mặt tại hang cạnh tảng đá chuông. Và đến đây thì mình sẽ còn một
hướng đi nữa thì sẽ lên trên đỉnh hang hả? Trên miệng hang hả anh? Thì mình còn cái chỗ nào khám phá nữa không? Thiếu gì? Đi qua. Uống đi Phong, em uống đi. Đang cầm cho.